Ngô Kiến Huy, Chun Phạm đồng loạt tố BB Trần chơi dơ, Lan Ngọc hay lật lọng. Cả hai nghệ sĩ là khách mời đầu tiên khai trương cho chương trình Cà Phê Trưa được livestream trực tiếp trên fanpage. Cặp đôi vô dụng này đã không ngại bóc phốt các đồng nghiệp xuyên suốt chương trình, từ Trấn Thành, Lan Ngọc đến BB Trần. Vừa qua, chương trình Cà Phê Trưa đã được chính thức lên sóng trực tiếp với khán giả tại fanpage. Và khách mời đầu tiên của buổi trò chuyện đặc biệt này là hai nghệ sĩ khá hot trong thời gian qua. Họ là hai nghệ sĩ được yêu thích nhất rất nhiều tại Running Man phiên bản Việt, Chạy Đi Chờ Chi. Không ai khác chính là Ngô Kiến Huy và Chun Phạm. Ngay từ những phút đầu tiên, cả hai đã phản bác khá nhiều về cái tên cặp đôi vô dụng. Cặp bạn thân này khẳng định trong tập 1 họ còn nhiều bỡ ngỡ nên mới không đạt kết quả tốt. Càng về sau hứa hẹn sẽ có nhiều đột phá và không ăn hại như những gì mọi người rêu ghèo. Ngoài ra, Chun Phạm và Ngô Kiến Huy khẳng định người chơi dơ và xếp loại xấu nhất team chắc chắn là BB Trần. Chẳng những thế, Lan Ngọc cũng lần đầu tiên bị cụ thành viên nhóm 365 tố lật lọng ở nhiều tình huống mà không ai nghĩ đến. Cụ thể như trường hợp xé bản tên của giọng ca Giả Vờ Yêu. Tại đây, cả hai còn gọi điện để trêu ghẹo BB Trần, phí muốn sẽ giả vờ làm bầu show và trả giá các xe cao, nhưng nào ngờ nam diễn viên hài vừa nghe giọng đã biết ngay là các anh đang hại mình. Từ chuyện điện thoại khách mời để chọc ghẹo nhưng vô tình thành viên chơi dơ này lại xoay chuyển tình huống, dìm hàng hai anh và kêu gọi lượng fan theo dõi trang cá nhân, khiến Chun Phạm và Ngô Kiến Huy liền tắt ngay điện thoại. Trong khoảng 1 giờ lên sóng tương tác trực tiếp, đôi bạn thân này đã đem lại khá nhiều tiếng cười giải trí cho khán giả. Họ cũng không ngại ngần chặt chém đối phương chẳng nể nang tình bạn. Quốc Trường, hiện tượng cũ về nhà đi con hóa ra từng có ồn ào tình ái với Lê Phương và nữ ca sĩ nóng bỏng này. Thậm chí các phường Kiều Minh Tuấn còn là ông mai bà mối cho Quốc Trường và nữ ca sĩ xinh đẹp sở hữu nhiều bài hit. Với thành công của Về Nhà Đi Con, danh tiếng của nam diễn viên Quốc Trường, người đã nhận vai Vũ Sở Khanh cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Gia nhập làng giải trí được 7 năm, tham gia nhiều bộ phim lớn nhỏ, những thông tin xung quanh Quốc Trường lại khá ít ỏi. Nam diễn viên thừa nhận anh là người không hợp với các sự kiện, chỉ yên phận đóng phim. Quốc Trường từng chia sẻ, thứ nhất vì lịch phim quay liên tục, thứ hai tôi có cảm giác lạ lẫm khi đứng trước đám đông. Có thể đứng trước 1.000 người, tôi diễn tự tin, nhưng bảo tôi mặc đồ đẹp cầm ly rượu làm quen với mọi người, mặt tôi xanh lè, chân tay bị thừa thải. Trong khi nhiều nghệ sĩ liên tục xuất hiện trên mặt báo vì scandal hay tin đồn tình ái, thì Quốc Trường lại vô cùng kín tiếng. Từ khi gia nhập làng giải trí đến nay, Quốc Trường mới chỉ có 2 tin đồn tình ái liên quan tới Bảo Anh và Lê Phương. Thời điểm sau khi Lê Phương ly hôn Quách Ngọc Ngoan vào năm 2015, có nhiều thông tin cho rằng Quốc Trường chính là tình mới của cô. Nguyên nhân xuất phát từ chuyện thời điểm đó Lê Phương thường xuyên đăng tải hình ảnh cùng với Quốc Trường lên trang cá nhân. Sinh nhật con trai Lê Phương là bé Cà Pháo, Quốc Trường cũng có mặt như một người thân thiết trong gia đình. Khi tham gia các chương trình cùng nhau, Quốc Trường Lê Phương có nhiều màn tương tác với nhau rất tình cảm, dấy lên tin đồn cả hai hẹn hò với nhau. Sau loạt tin đồn, Quốc Trường lên tiếng phủ nhận, anh cho biết mối quan hệ với Lê Phương chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi. Trong giới, tôi chỉ chơi thân với vài người như Lê Phương, Hải Băng và vợ chồng anh Quốc Thuận. Đó là những người tôi đi ăn nhậu chung, có thể thoải mái ôm vai bá cổ mà không ngại, vừa ăn vừa nói không sợ bị đánh giá, Quốc Trường chia sẻ. Cách đây vài tháng, Quốc Trường cũng từng dính tin đồn hẹn hò với Bảo Anh, nguồn cơn bắt đầu từ việc các phượng để lại lời nhắn nhủ trong một bài đăng của Bảo Anh trên trang cá nhân. Thời điểm đó, Bảo Anh đã chia tay với nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Dưới phần bình luận, nữ diễn viên Cát Phường để lại lời nhắn nhủ, có một người đang rất yêu và chờ đấy cô gái ạ, sau đó tắt thêm Quốc Trường. Trước màn có phần công khai của Cát Phường, Quốc Trường nhanh chóng đáp lời. Xét kèo qua nhà ăn uống dễ ơi, từ màn tương tác trên mạng xã hội, cư dân mạng bắt đầu đặt nghi vấn hẹn hò giữa Bảo Anh và Quốc Trường. Tuy nhiên, tin đồn này cũng nhanh chóng bị lãng quên khi Bảo Anh dính hàng loạt scandal không đáng có liên quan tới chuyện ly hôn của một cặp đôi nổi tiếng khác. Anh Tú bị tung ảnh nóng, fan vào tận nhà hội clip nhận cái kết căng. Không biết anh Tú sẽ giải thích thế nào khi ảnh nóng đang bị cộng đồng mạng bàn tán rần rần. Thời gian gần đây, showbiz Việt râm ran những hình ảnh clip nhạy cảm của người nổi tiếng bị phát tán. Dù có người lên tiếng đính chính, người im bặt luôn, nhưng dư luận vẫn không ngừng xôn xao bàn tán. Mới đây, nam diễn viên anh Tú trở thành nạn nhân tiếp theo bị kẻ xấu tung clip nhạy cảm. Cụ thể, một trang fanpage chuyên đăng tải chuyện showbiz chia sẻ hình ảnh nhạy cảm cho là của anh Tú và khẳng định đang có trong tay đoạn clip nóng này. Dù chưa biết thực hư thế nào, tuy nhiên hình ảnh này nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Hình ảnh nhạy cảm được cho là của anh Tú
Bên cạnh đó còn bị dọa có clip. Còn đây là bức hình cách đây 16 giờ mà nam diễn viên chia sẻ trên Instagram. Rất nhiều fan hỏi về clip nhưng anh Tú lại không hề đáp lại. Tuy nhiên cũng có nhiều người tỉnh táo và chia sẻ rằng đó là ảnh cũ và bị ghép. Hồi cuối năm 2018, anh Tú cũng từng bị tung bức ảnh chụp màn hình đoạn clip nhạy cảm này rồi. Tuy nhiên thời điểm đó, nam diễn viên lên tiếng phủ nhận đây là ảnh đã được chỉnh sửa cắt ghép. Tú cũng không hiểu người chỉnh sửa và tung ảnh này lên mạng có mục đích gì. Hiện tại phía anh Tú chưa chia sẻ gì thêm về chuyện này. Ngay lập tức nhiều người tìm ảnh cởi trần của anh Tú để so sánh. Anh Tú hiện tại đang yêu Diệu Nhi. Cặp đôi này rất nhây, lầy lội và được nhiều người yêu quý. Các fan đang mong Diệu Nhi và anh Tú sớm về chung một nhà. Nam Thư bị ném đá vì giận bạn muốn hẹn hò kém duyên, cắt tường, cảm thấy vui hơn. Bên cạnh đó là màn cãi nhau giữa Nam Thư và cộng đồng mạng khi bị chê bai thậm tệ. Trong tập 489 Bạn Muốn Hẹn Hò, người đồng hành với Quyền Linh không còn là bà mối Cát Tường. Thay vào đó, Nam Thư đảm nhiệm vị trí MC, nhưng lại nhận về vô số ý kiến cho rằng cô quá kém duyên. Hầu hết khán giả đều muốn Cát Tường quay trở lại, nếu không họ sẽ chẳng còn hứng thú với chương trình. Bị đánh giá tiêu cực, Nam Thư tâm sự, tôi buồn khi bị so sánh và chia bai, tôi không dám đọc bình luận của khán giả. Tôi là một người trẻ, khi dẫn dắt chương trình với anh Linh, chắc chắn sẽ bị so sánh. Thực tế, tôi đã cố gắng hết sức và hết mình với chương trình. Về phía Cát Tường, cô bộc bạch, tôi buồn nên phải đi du lịch tránh bão. Nhưng từ sáng giờ tôi nhận được nhiều lời hỏi thăm của khán giả nên cảm thấy vui hơn. Tôi không ngờ được mọi người yêu thương như thế. Trả lời về việc thay đổi MC, Cát Tường từ chối bình luận. Thời điểm này nhạy cảm, tôi không muốn nói gì. Mất thì cũng mất rồi, có nói cũng không thay đổi được. Nam Thư bị khán giả ném đá khi làm MC Bạn Muốn Hẹn Hò. Khán giả đều muốn triệu hồi Cát Tường. Bà mối 6 năm của chương trình hẹn hò, ăn khách, đi du lịch để xả stress và từ chối bình luận thêm về vụ việc. Dưới những bài đăng ở Facebook cá nhân của Cát Tường, dân mạng nhiệt tình và bình luận đòi cô trở lại. Về phía Nam Thư, ngày hôm qua kiều nữ làng hài đã có màn đối đáp căng thẳng với cộng đồng mạng khi bị chê bai thậm tệ. Nam Thư cãi nhau tay đôi với dân mạng dưới phần comment của một fanpage chuyên bàn chuyện showbiz. Mặc dù chưa coi chị làm MC chương trình này, nhưng mình tin khán giả nói đúng vì Nam Thư đã bao giờ có duyên đâu, nói không phải sư si, chứ trong lố thấy mồ. Thực sự chương trình này giống như phát sóng chỉ dành cho chú Quyền Linh và cô Cát Tường vậy, thiếu một trong hai sẽ không xem. Đối với Nam Thư bị chê kém duyên là chuyện bình thường vì đã bao giờ có duyên đâu. Trước 49 ngày, cố nghệ sĩ Anh Vũ, bạn thân ở Mỹ nhắn nhủ điều này. Lời nhắn của Leon Vũ, người bạn thân thiết của cố nghệ sĩ Anh Vũ, đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động. Tình bạn kéo dài 15 năm giữa ca sĩ Leon Vũ và cố nghệ sĩ Anh Vũ khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ, bởi khoảng cách nửa vòng trái đất dường như không thể ngăn cản được tình cảm thân thiết hai người dành cho nhau. Chính ca sĩ Leon Vũ là người được gia đình Anh Vũ ủy quyền để làm thủ tục nhận thi hài cố danh hài ở Mỹ. Biết lúc sinh thời anh Vũ thích áo dài, Leon Vũ đã chính tay may cho người bạn thân quá cố chiếc áo do nhà thiết kế Kevin Hiệp thực hiện riêng. Anh muốn anh Vũ trông thật đẹp khi gặp lại mọi người ở nhà quan tại Mỹ trước khi đưa về quê hương Việt Nam. Đã qua 30 ngày kể từ khi anh Vũ qua đời, tình cảm và nỗi nhớ của Leon Vũ dành cho bạn mình vẫn không hề nguôi ngoai. Nam ca sĩ đã chia sẻ lên mạng xã hội dòng tâm sự đầy xúc động khi tưởng nhớ về người bạn thân của mình. Dòng trạng thái Leon Vũ chia sẻ trên trang cá nhân: xin lỗi bạn, sắp tới 49 ngày của bạn rồi đó. Nhớ lại ngày này tháng 4, mình còn đứng cạnh quan tài của bạn để nói lời chia tay. Nay đã 30 ngày trôi qua, thiết nghĩ thật đúng với câu: thời gian có ngừng đây bao giờ, thương tiếc rồi cũng làm buồn vu vơ. Nhiều lúc muốn quên để xóa mờ, nhưng mỗi lần nghĩ lại thì thương cho bạn. Thôi hẹn bạn 100 ngày nhé, tuổi này sẽ về chơi với bạn, cười nhiều nơi chính suối nhé. Dòng trạng thái nhận được hàng ngàn lượt yêu thích. Nhiều bình luận của khán giả cũng chia sẻ nỗi nhớ cố nghệ sĩ và cầu mong anh an nghỉ. Không ít người tỏ ra ngưỡng mộ trước tình bạn đẹp của Leon Vũ và anh Vũ giữa chốn showbiz nhiều thị phi. Hai người quen nhau cách đây 14 năm trong một lần anh Vũ sang Mỹ lưu diễn nhờ sự giới thiệu của Andy Thái, một người bạn thân thiết từng chơi với anh Vũ từ thuở chu hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam. Cố danh hài đã gặp Leon Vũ và nhanh chóng trở thành bạn bè. Qua anh Vũ, Leon Vũ được quen biết nhiều nghệ sĩ đến từ Việt Nam như nghệ sĩ Dương Hồng Vân, Minh Nhí. Anh Vũ coi Leon như người thân trong gia đình, đi đâu anh cũng không ngại giới thiệu về nam ca sĩ. Hai người thường xuyên đi ăn, đi chơi cùng nhau mỗi khi có dịp gặp mặt. Dù khoảng cách địa lý xa xôi, cả hai vẫn thường xuyên tâm sự về chuyện tình cảm hay công việc. Sự ra đi của anh Vũ là nỗi mất mát lớn đối với gia đình và nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt. Đám tang của anh được tổ chức vào ngày 12 tháng 4. Rất nhiều đồng nghiệp thân thiết và khán giả đã đến chùa Ấn Quang để tiễn biệt cố danh hài và đưa anh về nơi an táng.
Ai cũng biết Mi Du là thần tiên tỷ tỷ, nhưng không ngờ mẹ cô lại trẻ đẹp thế này, nhìn như hai chị em. Khi Mi Du chia sẻ cùng ảnh mẹ, dân tình đã không thể tin vào mắt mình. Bởi mẹ cô trẻ đẹp, trông chẳng kém gì chị em với con gái của mình. Hot girl Mi Du là một trong những mỹ nhân trong làng giải trí được nhiều người yêu mến. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài ngây thơ trong trẻo, Mi Du còn là một trong những hot girl ít ồn ào, ít scandal nhất nếu không có sự cố hủy hôn với thiếu gia Phan Thành. Những người yêu mến Mi Du hẳn sẽ không quá ngạc nhiên khi biết vẻ ngoài xinh đẹp của cô có được là nhờ gen di truyền, bởi nhan sắc của mẹ Mi Du cũng thuộc hàng đáng gờm trong độ tuổi U50. Vừa qua nhân dịp ngày của mẹ, Mi Du đã khiến nhiều người phải tự hỏi, đây là hai mẹ con hay hai chị em? Khi đăng tải bức ảnh chụp cùng mẹ, đến cả cô cũng phải thốt lên, U50 mà cứ tưởng là hai chị em. Trong ảnh, mẹ con nàng hot girl mặc đồ đôi vô cùng trẻ trung nhí nhảnh. Mẹ cô còn cột tóc đuôi ngựa, mang giày thể thao, siêu năng động, trông hai mẹ con vô cùng hạnh phúc. Cũng nhân dịp ý nghĩa này, Mi Du đã dành những lời tình cảm nhất đến mẹ thương yêu của cô. Lúc nào Du cũng mong đến cuối tuần được nghỉ ngơi, có thời gian làm việc này, việc kia với mẹ. Trải qua nhiều sự việc, trưởng thành hơn và một ngày Du nhận ra rằng lúc ở bên mẹ, bên gia đình cũng là khoảnh khắc hạnh phúc và yên bình nhất. Cùng mẹ chạy bộ vòng quanh khu nhà ở, gặp người này chào một câu, gặp người kia chào một câu, ngắm hoa lá tươi mát bên đường sau cơn mưa đầu mùa. Mình trưởng thành, công việc cũng bận rộn nên nhiều khi mẹ sẽ lo lắng. Vậy nên có chuyện gì Du cũng nói với mẹ đầu tiên để mẹ an tâm và giữ nhịp sống điều độ mỗi ngày, không để ảnh hưởng đến sức khỏe. Du luôn cố gắng để hai mẹ con có thật nhiều thời gian ở bên nhau tâm sự, làm thật nhiều việc cùng nhau. Phải công nhận là mẹ của Mi Du rất trẻ so với tuổi. Nàng hot girl chụp ảnh cùng mẹ khi tốt nghiệp đại học kiến trúc. Mi Du từng tiết lộ mẹ là người vô cùng quan trọng, luôn xuất hiện trong mọi sự kiện quan trọng của cô nàng. Có chuyện gì cô cũng nói với mẹ đầu tiên để mẹ an tâm và giữ được nhịp sống điều độ mỗi ngày. Dù công việc bận mãi, nhưng hot girl luôn cố gắng để hai mẹ con có thật nhiều thời gian bên nhau tâm sự, làm thật nhiều việc cùng nhau.